xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm vở bài tập tiếng Việt lớp 1, tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài 9, âm ơ, trang 12. Chúng mình cùng nhau làm các bài tập nào. Bài tập 1 yêu cầu chúng ta nối. Nhiệm vụ của các em là phải nối bức tranh có tiếng chứa âm ơ với âm ơ. Vậy để nối được bức tranh có tiếng chứa âm ơ thì các em phải quan sát và xem bức tranh đó có tiếng có chứa âm ơ hay không thì chúng mình mới nối được nhé. Vậy chúng mình cho cô biết trong bức tranh thứ nhất chúng mình thấy đó là hình ảnh quả gì? Trong bức tranh thứ nhất, chúng mình thấy đó là hình ảnh quả mơ. Cô giáo có tiếng tương ứng với bức tranh, đó là tiếng mơ. Bức tranh thứ hai, chúng mình thấy đây là hình ảnh gì? Các em ạ, trong bức tranh thứ hai, đó là hình ảnh quyển vở. Cô giáo có tiếng tương ứng với bức tranh, đó là tiếng vở. Tiếp tục, bức tranh thứ ba, cho cô biết đây là cái gì? Trong bức tranh thứ ba, chúng mình thấy đó là hình ảnh cái nơ, tiếng nơ tương ứng với bức tranh. Tiếp tục, bức tranh thứ tư, chúng mình quan sát thấy đó là con vật gì? Trong bức tranh này, chúng mình thấy đó là hình ảnh con gà. Cô giáo có tiếng gà. Chúng mình đọc lại các tiếng này nhé. Mơ, vở, nơ, gà. Vậy vừa rồi chúng mình đã tìm được tiếng tương ứng với bức tranh. Bây giờ các em hãy nối tiếng nào có âm ơ với âm ơ nhé. Bức tranh thứ nhất đó là tiếng mơ. Chúng mình thấy có chứa âm ơ. Chúng mình sẽ nối với âm ơ. Bức tranh thứ hai, tiếng vợ có chứa âm ơ. Chúng mình sẽ nối bức tranh quyển vợ với âm ơ. Bức tranh thứ ba đó là hình ảnh cái nơ. Tiếng nơ có chứa âm ơ. Chúng mình sẽ nối hình ảnh chiếc nơ với âm ơ. Và tiếng gà không có chứa âm ơ. Chúng mình sẽ không nối. Vậy vừa rồi qua bài tập 1, chúng mình đã biết được tiếng nào có chứa âm ơ để chúng mình nối bức tranh cho phù hợp rồi đấy. Tiếp tục cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu như sau. Điền âm o hoặc âm ơ. Âm o và âm ơ đều là các nguyên âm. Các em hãy quan sát bức tranh và tìm hiểu xem tranh đó vẽ gì nhé. Cho cô biết bức tranh thứ nhất đó là hình ảnh gì? Trong bức tranh thứ nhất chúng mình thấy đó là hình ảnh bờ đê. Vậy ở đây tiếng bờ còn thiếu nguyên âm ơ. Chúng mình sẽ điền nguyên âm ơ vào chỗ chấm để được từ bờ đê. Tiếp tục bức tranh thứ hai, đây là hình ảnh mọi người đang đi trên một chiếc đò. Tiếng đò còn thiếu ở đây đó là nguyên âm o. Chúng mình sẽ điền nguyên âm o vào chỗ chấm để được tiếng đò. Tiếp tục bức tranh thứ ba, cho cô biết đây là quả gì? Các em ạ, trong bức tranh thứ ba đó là hình ảnh quả bơ đấy. Tiếng bơ có chứa âm ơ. Chúng mình sẽ điền nguyên âm ơ vào vị trí để chúng ta được tiếng bơ. Chúng mình cùng nhau đọc lại các tiếng từ này nhé. Bờ đê, đò, bơ. Như vậy các em đã điền được âm o hoặc âm ơ vào chỗ chấm rồi. Tiếp tục, chúng mình cùng nhau làm bài tập số 3. Ghép chữ cái và dấu thanh trong ba giỏ để tạo tiếng. Viết các tiếng tạo được. Vậy các em hãy quan sát, đây là ba chiếc giỏ. Chiếc giỏ thứ nhất có chứa âm cờ và âm đờ. Chiếc giỏ thứ hai có chứa âm ơ và âm ô. Chiếc giỏ thứ ba có chứa thanh ngã và thanh hỏi. Vậy chúng mình sẽ ghép phụ âm với nguyên âm và dấu thanh để tạo thành tiếng mới nhé. Đầu tiên chúng mình sẽ ghép âm cờ với âm ô thành ngã, chúng mình sẽ được tiếng cỗ. Âm cờ ghép với âm ô thành hỏi, chúng ta được tiếng cỗ.
Âm cờ ghép với âm ơ thành ngã, chúng ta được tiếng cỡ. Âm cờ ghép với âm ơ thành hỏi, chúng ta được tiếng cỡ. Âm đờ ghép với âm ơ thành ngã, chúng ta được tiếng đỡ. Âm đờ ghép với âm ơ thành hỏi, chúng ta được tiếng đỡ. Âm đờ ghép với âm ô thành ngã, chúng ta được tiếng đỗ. Âm đờ ghép với âm ô thành hỏi, chúng ta được tiếng đỗ. Như vậy, chúng mình từ ba dọ này, chúng mình đã ghép được các tiếng có thanh từ ba dọ. Chúng mình cùng nhau đọc lại các tiếng này nhé. Cỗ, cổ, cỡ, cờ, đỡ, đờ, đỗ, đổ. Như vậy chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 3 rồi đấy. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem.